Nhưng theo bạn, tình yêu và tình dục nó có đồng hành với nhau không? Em cho rằng nó phải đồng hành. Vậy thì tình dục trước hay là tình yêu trước? Nó phải có tình yêu thì phải có tình dục. Bạn nghĩ gì về sống thử? Em cho rằng tất cả mọi người trên 18 tuổi thì các bạn cứ làm. Mất thời gian tìm hiểu mấy năm rồi đó, bây giờ quyết định là cưới nhau rồi đó, yêu nhau thắm thiết rồi đó, thì em có đồng ý hay không? Dạ không. Thì em không tin tưởng vô tình yêu của mình? Dạ không, cứ cưới đi rồi mình nói chuyện tiếp. Cưới xong. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, chào chị và chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Thoại Vy. Vy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 23 tuổi. 23. Dạ. Giờ Vy đang làm công việc gì? Em hiện tại thì vẫn là sinh viên năm cuối. Nhưng mà ngoài công việc sinh viên ra thì em cũng có làm thêm nhiều việc tay trái. Ví dụ? Hồi trước thì có kinh doanh quán trà chanh nho nhỏ. Chanh chém gió. Dạ, hiện tại thì em đang lên kế hoạch kinh doanh một cái tiệm sách nhỏ nhỏ. Dạ. Rồi, đang kinh doanh, đi học nhưng mà có kinh doanh nha anh Linh. Thoại Vy, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây. Xin mời. Bên kia là Thoại Vy, đang học và dạ, kinh doanh. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm bên ngành nghề trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất, dạ. Tên là gì? Dạ, em tên là Vũ Văn Diệp. Em năm nay 31 tuổi. Em là người ở đâu? Em là người Nam Định ạ. Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở bên quận Thủ Đức ạ. Tại sao bạn đăng ký tham dự chương trình bạn muốn hẹn hò này? Người ta bảo trong tình yêu và trong hôn nhân nó phải có duyên và số. Em cũng muốn một lần tạo ra duyên số. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em là chơi đá banh. Thích đi chia sẻ với mọi người. Chia sẻ mọi người, chia dạ, sẻ đi. Về vấn đề gì? Định hướng trong công việc, về kinh doanh và cả trong lĩnh vực tình yêu, nhân gia đình nhé. Định hướng gì đấy hả? Chia sẻ về tình yêu, gia đình. Em cũng may mắn được cái, tức là em được sinh ra ngoài Bắc. Và thứ hai em được hòa hợp với lại cái văn hóa của Sài Gòn. Tính của em là hay quan sát, hay phân tích. Nhưng lý do tại sao người ta mời bạn gọi là tư vấn về hôn nhân gia đình đó? Trong tình yêu bạn có nhiều trải nghiệm chưa? Em có hai mối tình rồi. Nhưng mà chia tay cách đây 10 năm. Còn lại là sau này em quen, em cũng nói chân tình là em quen nhiều. Nhưng nó chưa đến đâu, bởi vì em cũng mong muốn là người mà em xác định lâu dài nó phải có một cái sự đồng hành cả về cảm xúc. Quen có hai mối tình mà đòi đi chia sẻ, đi nói chuyện với người ta về tình cảm. Biết đâu người ta có nhiều kinh nghiệm hay sao? Tôi 20 mối tình tôi còn chưa dám nói nữa. Bên đây nói nè, tôi thấy có nhiều cái hay đấy. Muốn chia sẻ được thì chúng ta trước hết phải lắng nghe được. Hay, cái này hay. Chúng ta lắng nghe và chúng ta quan sát, đó là một cái phần tất yếu để mà chia sẻ với người khác. Nhưng theo bạn, tình yêu và tình dục nó có đồng hành với nhau không? Em cho rằng nó phải đồng hành. Vậy thì tình dục trước hay là tình yêu trước? Nó phải có tình yêu thì phải có tình dục. Bạn nghĩ gì về sống thử? Em cho rằng tất cả mọi người trên 18 tuổi là có một cái sự đủ tự tin để quyết định cái hành động của mình. Thì các bạn cứ làm. Sống thử có lợi ích hay không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Em hay nói chuyện với các bạn, em hay ví một câu như vậy. Một đứa trẻ ngã bị gãy tay và một người trung niên ngã bị gãy tay. Thì nếu như các bạn mà đi bó bột thì người nào sẽ lành sớm nhất? Thì em cho rằng đó là một đứa trẻ. Thì nãy giờ nghe bạn nam đó nói thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bạn hơi triết lý. Thế bản thân em có đồng ý sống thử khi có người lời đề nghị không? Dạ không. Gia đình của em thì cũng còn gia giáo và chút cổ hủ, nên là những cái chuyện đó thì chắc là không thể rồi. Nhưng bây giờ nếu anh ấy, hai người quen nhau đủ độ chín mùi, yêu thương nhau rồi, 1-2 năm tìm hiểu rồi, đến khi hôn nhân thì anh ấy sợ là tình dục và tình yêu không có hòa hợp và muốn thử tình dục trước khi quyết định đám cưới, thì em nghĩ sao? Mình là con gái nha, mất thời gian tìm hiểu mấy năm rồi đó, bây giờ quyết định là cưới nhau rồi đó, yêu nhau thắm thiết rồi đó, thì em có đồng ý hay không? Dạ không. Thì em không tin tưởng vô tình yêu của mình? Dạ không, cứ cưới đi rồi mình nói chuyện tiếp. Cưới xong. Cưới xong. Bây giờ cưới xong rồi mà phát hiện nó không phù hợp thì làm sao? Dạ nếu mà vậy thì chắc là chưa đủ yêu thôi chị. Tại vì em nghĩ là trong tình yêu không có ai mà tự dưng mà hợp nhau hoàn toàn hết.
chỉ là do người đó, hai người họ biết cách hòa hợp và chị biết thấy cách em mới là chưa đủ yêu, tại vì em yêu rồi trước hay sau cưới cũng như nhau, em sợ người ta xong người ta chạy à. Em không tin tưởng như bạn trai em, vì bạn trai em yêu cầu giờ thử là đám cưới đó. Nếu mà suy nghĩ giống như chị Cát Tường nói là đã yêu nhau rồi thì trước sau cũng là của nhau rồi, biết gìn giữ cho nhau. Rồi hết hỏi được rồi. Mẫu người lý tưởng của bạn gái với đó như thế nào? À, em thích một người cao ráo đẹp trai. Tại ba mẹ em hay chọc là con làm sao làm kiếm người nào cao cao để cải thiện nòi giống gia đình. Nhà mình từ A tới Z có size S. Chị nghĩ là em sẽ tìm được một cái người chồng ưng ý của mình, để sống mà phải hạnh phúc chứ không phải sống mà phải chịu đựng. Dạ. Có yêu cầu gì về người bạn đời của mình không? Không cần đẹp nhưng phải dễ thương và luôn luôn biết làm đẹp. Không thích gì ở người bạn đời mình? Em không thích người nào quá tính toán quá và ích kỷ quá, em không thích. Em không thích gì ở chị Cát Tường? Và chị hay hỏi xoáy. Em nhìn thấy rồi. Này, hồi nãy giờ tôi hỏi xoáy nhưng mà tôi toàn hỏi lợi cho bạn không đấy nhá. Dạ. Phải nghe kỹ, bạn luôn luôn lắng nghe, bạn không thể thấu hiểu được lời của tôi. Trong cái những chương trình chị dẫn đó thì nhiều lúc chị hỏi xoáy mà lại sốc. Xoáy mà nãy giờ em có bị sốc cái gì chưa? Dạ chưa chị ạ. Hy vọng là còn lại mấy phút em sẽ bị sốc. Dạ. Được, ăn nói lưu loát, duyên dáng. Có cao không chị? Không cao lắm. Cao ráo đẹp trai. Chào anh. Rất là xinh, như vậy đâu cần cao ráo, đâu cần cải thiện giống nồi gì đâu. Anh nghĩ là như vậy là được rồi đấy. Dạ. Đúng không? Em nghe rồi nha. Nghe chưa? Anh lính này. Nói chờ thôi, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Màn kéo lên. Bắt đầu. Trời, chào em. Chào anh. Thứ nhất, anh thích cái cá tính của em. Dạ. Cái thứ hai là em là đam mê về kinh doanh, thì đó cũng là cái lĩnh vực mà anh rất là đam mê. Dạ. Theo như quan sát của em cũng khá bắt mắt. Bởi vì anh cũng thích về thời trang nên anh cho rằng cái cách phối màu của em tương đối tuyệt vời. Dạ. Nghe anh nói nhiều về dục sống thử em cũng hơi sợ. Cũng bình thường thôi em, bởi vì thực chất ra mà nói quan điểm của anh cũng hơi thoáng. Anh có một cái quan điểm như vậy này: ai cũng phải trải qua một hai mối tình về đến dẫn cách thôi. Dạ. Và tất cả mọi người khi mà gần gũi người yêu của mình đều có ham muốn. Và cái chuyện xảy ra kia thì cái đó mình không nói trước được. Dạ. Cho nên là anh cũng có tư tưởng khá thoáng. Anh quan trọng nhất là con người hiện tại và tương lai. Dạ. Ai cũng có một quá khứ. Và cái chuyện đó, anh cho rằng đó là kỷ niệm. Ha? Uống cà phê. Có. Tụi em mà uống cà phê là tụi em sẽ mời hai anh chị đi chung. Hai anh chị đi uống cà phê để hai em tâm sự. À vậy đó. Anh đang ở Thủ Đức hả? À đúng rồi, anh ở Thủ Đức. Cũng gần, chắc cũng gần. Em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, Gò Vấp. Dạ. Ở đường nào em? Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ, nhiều quán cà phê đẹp lắm. Rành quá. Đặc biệt anh có đam mê về cà phê và thời trang. Rồi còn gì nữa? Hết giờ. Tôi muốn nói lắm mà tôi cứ giật cái miệng qua, tôi không nói được đâu. Tại vì đáp trả tôi không nói được một lời nào. Hai bạn nói chuyện rất hay. Hai bạn nói chuyện có vẻ hợp đấy. Dạ. Nhưng mà tôi không có thích cái chữ là bên ngoài cái trang điểm bên tương đối tuyệt vời là tôi không đồng ý. Đã tuyệt vời là không có tương đối. Còn nếu tương đối thì chỉ dùng là tương đối đẹp. Đấy. Còn tuyệt vời là không có tương đối, ok? Dạ, ok, em cảm thấy cái độ xoáy. Tôi không có nhảy vô được, thì tôi không có muốn là chiếm cái thời gian của hai bạn. Dạ, tôi để tôi ghim nãy giờ. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Cảm nhận được độ xoáy và sốc chưa? Rồi, em cảm nhận được rồi. Một, hai, ba. Hết giờ. Bạn nữ tại sao bạn lại bấm chậm như vậy? Chắc cũng phải suy nghĩ xíu chứ anh, cho em chút thời gian. Nhưng mà ngay những cái giây phút gặp gỡ nhau đầu tiên, 2 phút đó, bạn dạ. Cảm nhận gì ở bạn trai này? Dạ em cảm thấy có vẻ là một người bạn trai chững chạc, có thể biết cách quan tâm cho mình hơn. Nhưng mà em là lập trường không có kiên định, em không có thích lùng. Lùng đúng không? Hồi nãy ngồi em không thấy rõ. Chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu đến bầu trời. Đấy,
Nói thôi, nói câu sau nhá, là nói tóm lại thời buổi bây giờ là tao nói cái gì cũng tiến bộ, dạ, dinh dưỡng cũng đầy đủ, rồi, về dạ. Tốn tiền mua sữa em con uống. Đấy, dạ. Đó uống là nó sẽ cao lên. Em Faro nha anh. Rồi, nắm tay và chờ công ty vào quay mình bắt. Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Hãy đi lại. Có hai người đứng đây. Tôi đâu. Em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Chào Kim. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Ừ. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ cái răng chưa? À, dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thập cái. Trời tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn, là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cập xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Đi em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2 3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng thì ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gối, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Rồi và đó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt 75 ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không anh ơi. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à. Uống ít rồi. Được có hai chai à.
Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bển có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em càng cao đơn giản càng tốt. Được không anh? Ok em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68, 64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là thằng ông không có thích. Về mệt mồ hôi kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh lắm, ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa, ta ăn cơm, sao ta buồn ngủ, ta leo lên giường, chuẩn bị ngủ, bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa, chưa gì mà leo lên giường ngủ, vớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á. Đi từ sáng tới chiều, phải càm ràm chứ. Thì qua chỗ khác ngủ để ta mệt, ta ngủ cho nó sáng, cho nó khỏe đi. Rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Vậy em tính là người, đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. Là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi nói em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ cậu để mợ okay. Nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được. Câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý đấy. Đồng ý. Mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiền Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Mà sẽ anh được không phải em được không? Dạ. Sau đây anh muốn hát cho em bài tặng. Tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối dạ. Nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Mà hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm,
Một trái tim luôn thấu hiểu em, buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái biệt tài, đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Trời, mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá, ôi đã quá. Ôi sao xíu quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạt luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó. Vậy thôi đó hả? Được không, được không Hiệp? Quá đã nè. Hả? Quá đã. Quá đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin, gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Cái không đâu mà, tướng em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu, cũng biết cách quan tâm đến mọi người, như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối, nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ, nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu giờ lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương, em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi tay anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? em hay ôm sao luôn. Đúng sai không? Làm như Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói bấm nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Từ nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cậu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin cậu mợ cho con hôn với Hương ca. Hai. Em cho lúc mình ca. Dạ, con yêu nhau không cho nó cũng tới nha cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn,
Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn, thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn. Cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Nhậu em nó ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh một, sợ hả? Một tuần thì anh giao tiếp sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này vào thì cuối anh... cuối tuần thôi à? Sợ thì không sợ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. À, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hồng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. Năm 5 tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tới giờ hiện nay đang ở Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có một nghề em làm lâu nhất, đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn hả? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời may quá. Trời ơi, tôi nhóm vậy rồi đó Linh. Tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu đúng rồi. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh. Đặng né. Không mà đi với vợ con mà. Đi ai đâu mà né. Thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi. Anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói vâng lớn ạ. Lên là lớn cả cảm xúc em, của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Chào anh Vương. À, chào em. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi dạ. Sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Cho nên là anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Ừ, thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á thì em hoạt ngôn, hòa đồng vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có đúng để bụng. Rồi, em nói liền luôn. Dạ, em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào. Nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tủ lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng 5 5 lon? Dạ, còn 5 mấy lon ly? Dạ, ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng không, rồi. Tính lít đó. Tính bằng xị hay là tính bằng lít đó anh Linh hỏi vậy? Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được. Vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái?
Dạ, hiện tại thì em có hai mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm, nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ, 1 năm ạ. Thì do bên em, tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hùng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi, mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn. Chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm dạ. với tình yêu rồi. Dạ thì... Tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình... Biết em là học thiếu sót cái gì? Là quan tâm với đối phương hơn. Đó. Tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại ấy. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại. Mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu em đềm thôi. Em đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào, nhưng mà qua cách giao tiếp thì nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình á, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Y như anh, tức là khi ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào. Nhiều khi mình ghen lồng ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đâu đó có xa. Vấn đề quyết định là do hai do bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là vun vén cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này, hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai cơ? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ, em chào Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người trong trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải.
Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ, chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ, cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. À, sẽ hợp nhiều lắm. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Sách tặng anh. À, cảm ơn. Dạ, anh cũng hay đọc sách à. Anh thích sách từ nhỏ. Dạ vâng. À, anh có thể mở ra xem dạ, là tựa dạ. đề cuốn sách được không? Dạ được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn đắt giá bao nhiêu. Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À. Dạ. Anh dạ. đã đọc cái cuốn Hiểu về trái tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là với này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những cái gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó, thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Cho nên anh xin gửi em những món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu về trái tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu về trái tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu về trái tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em. Gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ dạ. chuyện ăn nhậu một bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu thôi. Mình chuyện nếu như người đàn ăn nhậu mình không của em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. À. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì anh sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần. Mà anh này vào thì cuối anh cuối tuần thôi ạ. À? Sợ thì không sợ, dạ. chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. À. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích, em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Thật em đi đâu em muốn về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn dạ. sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ, lên Google gõ, ta nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn à. Không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh. Mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau. Thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. À, nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. À. Dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em á. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều. Kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và wow. lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình say du đu du đu. Em xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ. dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ á, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi, dạ. hồi anh còn nhỏ.
Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn bạn rất là hay. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình, chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không. Trái tim mình có rung động thật sự hay không. Bấm nút là trao duyên đi, chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3 2 1. Hết thời gian. Anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng, cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh. Hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh. Hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em. Không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh. Coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng giao rồi. Tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền, ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình. Cho dù người khác không quyết định đúng như mà ý mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha. Và chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em cảm ơn người yêu cho anh. Vân nghĩ là như vậy nè. Thực ra là các bạn đến đây là cái duyên. Nhưng mà khi mà cái nợ mình không đến được, và các bạn sáng suốt nhận ra được cái điều đó, để các bạn không phải bấm, không phải trao duyên, thì là Vân lại nghĩ điều đó nó lại là hay. Đúng rồi. Tùy theo cặp mà mình tiếc nuối. Nhưng có những cặp mà Vân thật sự là cảm thấy các bạn rất là sáng suốt. Bởi vì các bạn là những con người rất bản lĩnh, giống như là hai bạn vừa rồi. Vân thấy là chúng ta Vân không rất tôn trọng, rất tôn trọng quyết định của các bạn. Trong bạn mối hẹn hò, chúng tôi luôn luôn nói với các người chơi rằng chúng ta không bấm nút vì mọi giá, mà hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ không biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, đó anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi, là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Dạ. Quận mấy Thịnh? Dạ em ở làm em ở quận Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Đồng Hương, nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ, em xin chào và chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương. Năm nay em 32 tuổi. Em là giáo viên Anh Văn. À. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng Đồng Hương với anh bên kia. Em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn hả? Đồng Hương với chị luôn. Ồ, trời hay ơi. Quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa may vá. Rồi rất giỏi. Dạ, còn về điểm yếu, dạ, đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. À, cái tính cầu toàn nữa ha. Dạ cũng dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào?
Dạ, ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ mình vô khác vậy em. Được, không? Không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì về nhau hết. Dạ dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xác tình ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ, tình duyên của em thì em đã có 1 lần dễ gãy đổ anh. Anh có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai tôi nói sao? Thằng trai tôi vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai tôi được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ mời anh. Bạn trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời coi. Bụi trần tương đương với bụi phấn nè. Trước khi hôm qua anh gặp bạn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha? Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ phụ nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là khó nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh chấp để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em đi với ai ạ? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Dì Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền.
Sao rồi? Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên, nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương, có duyên. Cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Họ giới thiệu không có biết hết rồi. Nhiều khi qua sớm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau mà. Ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng, nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Ờ sô cô la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị về vật chất lắm, nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng nó tím rịm qua xin. Tím rịm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. À lấy áo này đi trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương. Dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng với mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, gần. Thở ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy gì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bất đồng quan điểm giữa hai người á thì anh sẽ là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi. Đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thật sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên
Bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ, con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ, con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ, con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Tiếng đây thì qua thảo đài bác chào cho mẹ, chào dì. Chào dì. Đó, đi nha. Nhìn em khó lắm mà. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó, em viết cái trán em nó nhăn, lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mà nó cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn hết trơn rồi. Xấu lần cay rồi. Chắc con tìm món quà này. Quà lớn lớn rồi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó bự vậy. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Đây. Con rắn quấn chết con mèo, đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Ừ. Dạ. Em cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. À, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Chào anh bên cạnh. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi, Nhung? À, tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90, nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi ạ. Dạ, em là Phóng, quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó. À, vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo, hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31? Sinh năm 87. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn. Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt. Rất là hay cười. Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con. Người ta gọi là bé như cái kẹo. Tính thì cũng hơi trẻ con nữa. Nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi, còn bạn Phóng? Em sống em có lập trường riêng, nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó, chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng em rồi. Đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình hồi sinh viên. Còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đấy rồi. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu. Nhưng mà lúc anh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ. Nên là anh lấy... Nói chung là có bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày mới vào Sài Gòn đó thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó, nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó là. Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay 2 mối tình nữa không? Em khó. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ đàn bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi.
buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống à. Thế ạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được, nhưng bây giờ em nghĩ lại sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ, rồi xấu thì giống ba thì cũng được. Nên là cao nhưng mà phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi, bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. 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 Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xuôi nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từng người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời buổi gì. Bởi vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi em. Dễ tính lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy. Có nghĩa là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi. Phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình về, người ta chăm sóc nhà cửa, con cái cho mình rồi. Phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm, mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó. Nhìn thì... cái mặt là thấy khó rồi, chưa cần nói gì hết á. Khó đầu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ. Nói xấu là thằng trai không à. Ha, dễ thương ha. Không nói được gì nữa. Không nói được gì. Em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý em như vậy đó, cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở Nhà Bè luôn chị. Nhà Bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có 1-2 tháng sau vậy đấy. Tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi. Gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền. Hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được. Để nữa. Em mà gặp chị Cát Tường thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi, ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội với bà ngoại lo rồi chị. Không đến chuyện này ha. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không. Em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó, rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm, thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc, thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có chứ gì. Em cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Gì cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, khó không nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì phải bồ mà mình lãng mạn, người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy rồi không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ. Khi nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ. Lãng mạn như chi người khác. Không, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn đúng không? Chứ để vợ thì vợ giữ tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà đấy. Quà lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật, mà thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn. Nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định, ở thành phố rồi em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây, anh có sao nói vậy đó. Anh không bóng bẩy không gì chứ. Đó là những cái thật. Mà nói gì Tường nãy đúng đó. Biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao. Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi. Chứ khi mà người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đó em. Người ta khó mà ta không biết ta khó tính không, anh dễ ẹt à. Cái đó mới là mệt nữa đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh là được. Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Phóng tuổi gì phải không? Được. Em con mèo ạ. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn, nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Này đây đây đây. Con rắn. Con rắn quấn chết con mèo. Đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Em dạ. Cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đi nhà Phóng. Nói chung có cái bột tốt rồi đó nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thôi em.
Rồi hôm nay đúng mình là do em đó. Dạ em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp. Xin chào chú Quỳnh Linh, chào Quốc Tường, chào tất cả mọi người ở đây. Chào con. Xin tự giới thiệu, em là em út của chị. Thì chị em thì rất là hiền. Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác ăn hiếp á. Cho nên em muốn chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn cho em một tí. Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á. Là có em trai mà em trai cũng hay bướng nên nếu mà có anh thì mong anh nhẹ nhàng tình cảm chút xíu. Em thấy ảnh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được hết anh ạ. Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được. Anh thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm ạ. Chưa vui vẻ lắm. Dạ anh hơi rung rung chưa chững chạc lắm. Nói gì với em trai tương lai đi. Nó chưa chịu lắm. Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không nên nói mà căng thẳng. Tại vì lên đây thì áp lực quá. Đâm ra là những cái gì mà bản thân mình á, thì mình không có bộc lộ hết được ra. Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhẹt hút thuốc gì không ạ? Hút thuốc thì anh có. Ngoài ra thì không, cái gì nữa? Anh ơi, em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc. Anh có ý định bỏ thuốc không anh? Thật ra thì bỏ cách đây được 2 ngày rồi em ạ. Không. Em phải tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê. Đặt bố em hơi yếu. Nên là em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với, hứa với ông già là đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc. Thì em mới vào được có mấy ngày thôi. Anh nghĩ là anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn, nghĩa là anh sẽ bỏ thuốc. Đấy là cái điều chắc chắn. Chắc chắn. Không đi dài dạ. Không? Chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em. Chị ơi, lấy được nổi cái tủ lạnh chứ chị? Gì tủ lạnh nữa trong đây nữa? Cái gì có nữa cái tủ lạnh nữa? Thì mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh side by side. Ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em Nhung là nửa chặng đường này đã được 1/2 cái tủ lạnh side by side rồi thì hai em cố lên. Xin hết rồi. Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh side by side rồi đó. Rồi bạn Nam hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với gia đình nhà em ạ, gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa. Biết anh có cái TV. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào Hồng Nhung nhé. Anh là anh trai của Phóng. Em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ, rất là thích trẻ con thì anh nghĩ là rất là trùng hợp với em. Thì hy vọng cũng tự tin để cho nhau cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn. Mời em. Đó. Tự nhiên thôi. Hơi hồi hộp. Tặng hoa đi. Tặng đi. Em chào anh. Rung lắm luôn á. Tiến tới đi. Anh có mua hoa tặng em. Cố gắng lên phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh rung vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp lắm. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng. Nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? À anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ. Cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu tới lấy về rồi mới đưa đi chắc luôn. Làm gì đến mức mà vé. Tôi phải hỏi kỹ chứ. Không lo, tôi lo. Anh bộ nhìn em khó lắm. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè. Bây giờ em khó, anh viết cái trán em nó nhăn, lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mạnh cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn nè, mặt hết trơn rồi. Xấu lần cay rồi quá. Bây giờ em đừng có khó nữa. Mặt em phải cười hoài, lúc đó da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra, sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nó nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Nó nghĩ là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó. Anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó. Người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu.
cảm xúc với người đối diện thế nào, mình nói rung động được chút nào chưa? Nói thật lòng mình đi. Để chúng ta quyết định. Nãy thì em có nói dối này. Thì đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ này, đó bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì? Hơi bây giờ đang suy nghĩ cô ấy nè. Em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương, nhưng cái điều là anh không biết là cái để em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói là lên đây nó hồi hộp quá, anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không. Thời gian anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài, còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát vậy hoài, người ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản, có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, và cái khoản làm việc ấy, tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con, vậy anh chiều được không anh? Chiều được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu, nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó. Chị... cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít, nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc. Hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có Hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái. Em phải hứa với bạn gái. Rồi chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Ông phải hứa. Mới 2 ngày chưa, dạ. Yên tâm đúng không? Dạ đúng. Thôi giờ chắc chắn là bỏ được không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi, vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Thống nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Thấy sao? Thấy sao? Thấy thơm. Thơm. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Hãy đưa nhau vào xem phim.